chị bê đóng dép con cún K4 sen để mút em chân này vào livestream bán dép hộ chị cái. Khi thấy em học bài, anh người ta đang làm gì đó bé? 3 giờ sáng rồi còn học hành gì nữa? Tắt điện ngủ đi em. Em đang cố gắng học, mai thi lên lớp 4 rồi ạ. Tội nghiệp em gái tôi. Thôi, anh cho mày 2 triệu xài này. À, anh mới mua cho mày một đôi dép con cún K4 xăng để mút em trên bên nhà chị bán dép. Nào xem có 65 ngàn thôi đấy. Wow, đẹp quá, yêu anh nhé. Anh tôi. Ui, đau bụng quá. Hình như trong nhà vệ sinh hết giấy rồi. Nhưng mà cho tao tờ giấy đi, nhanh nhanh lên. Không, bà em đang học, không cho đâu. Bà kiểm tra đấy. Anh lấy tay chùi đi. Keo kiệt. Mặc để anh đấy, mai làm sao mà em kiểm tra được. Nít ướt thế nhở. Yên tâm đi, 3-4 điểm không là mày ở lại lớp được đâu. Tao bị hoài ấy mà. Wow, mày mới muốn đưa xếp con cún K4 xăng để một em chân tình nhà chị bà xếp à? Nghe bảo là sao 65 ngàn đúng không? Cho tao mượn nhá. Vài bữa tao trả cho. Không. Spoiler tên phiêu nhỏ lê vít tôn dê tê. E lê dông tôn lê oppa lê xí dô lê tê. Ông phô áo dù lê tôn 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 lê tôn